khuyên nên chuyển sang tụng kinh địa tạng. Các Phật tử chúng ta cũng vậy. Qua pháp hội này, Thầy cũng xin nhắc nhở và khuyến tấn chúng ta cũng nên tụng kinh địa tạng ít nhất là từ 3 năm trở lên. Không chỉ tụng đâu mà còn phải học. Không chỉ học, chỉ tụng, chỉ đọc đâu mà còn phải gì tu. Đấy, đem áp dụng vào đó để tu. Đọc kinh là gì? Để mà hiểu kinh. Hiểu kinh để mà thực hành. Thực hành để mà đem lại lợi ích cho gia đình chúng ta, cho xã hội chúng ta, cho bản thân chúng ta. Kinh là để gì? Đức Phật thuyết chúng ta để đọc tụng, để thọ trì. Chúng ta nhớ nhé, có hai khía nhé. Một là đọc, tụng. Và hai là gì? Thọ trì. Các Phật tử nhớ cho Thầy. Đọc tụng nó là giai đoạn đầu thôi, giai đoạn mới vào học Phật thôi. Đọc kinh tức là chúng ta lấy ra chúng ta đọc như xem trước này, gọi là đọc này. Đức Phật nói về kinh Địa Tạng, vân vân như đó, như đọc sách ấy, gọi là đọc. Tụng đó là đến giai đoạn chúng ta gì? Có cả chuông, cả mõ. Chúng ta tụng lầu lầu á, như là tụng gì? Như tụng chú Đại Bi á. Nam Mô A Ra Đa Na Đa Ra Giả Ra, Nam Mô A Di Đà Bảo Lô Đế Thích Bát Ra Ra, vân vân á. Đó mới gọi là tụng kinh. Tức là nó nâng lên một cấp nữa, từ đọc sang gì? Sang tụng. Tụng tức là nó đã lầu rồi, thông rồi, thậm chí là thuộc lòng rồi. Thì đó gọi là tụng kinh. Nếu chưa thuộc lòng được, chúng ta vẫn nhìn vào sách, nhưng mà chúng ta đọc nó trôi chảy đi. Đọc nhanh, đọc chậm, chúng ta theo được hết. Đó gọi là gì? Tụng kinh. Nào, thử hỏi rằng các Phật tử 6 năm nay, 7 năm nay rồi, đã được bao nhiêu Phật tử tụng kinh chưa? Chúng ta có thể, chúng ta tụng kinh là gì? Đối trước ban thờ thần linh, gia tiên chúng ta, ban thờ Phật chúng ta. Chúng ta gì? Tay chuông, tay mõ chúng ta gì? Tụng lầu lầu một mình được. Đó mới gọi là tụng kinh. Còn lấy ra mà sờ để trước ấy, bàn mà đọc từng chữ, từng chữ, từng câu, từng câu, từng dòng ấy, như đọc sách ấy, đấy gọi là đọc kinh. Giai đoạn đầu gọi là đọc kinh. Giai đoạn thứ hai ấy, tiến triển giai đoạn thứ hai gọi là tụng kinh. Tức là nó nằm một phần ở trong, một phần kinh ở trong tâm khảm của mình rồi, ở trong a lại gia thức của mình rồi, ở trong gì, trí não của mình rồi. Đó, mình chỉ cần nhìn cái dòng đầu thôi là mình sẽ đọc hết được cả vài dòng tiếp theo rồi. Đấy, giai đoạn đó gọi là tụng kinh. Mà còn có mấy người nhắn tin cho Thầy Bạch Thầy, ân Thầy, giáo dưỡng, con nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, 3 năm nay con chỉ chuyên một bộ kinh Địa Tạng, bây giờ con thuộc lòng rồi Thầy ạ. Thầy vui lắm. Có ai thuộc lòng kinh Địa Tạng ở đây chưa? Giơ tay để xem nào. Giơ cao lên. Không cần xem kinh, người chỉ cần nhìn người ta đọc, mình bắt đọc được theo. Giơ tay thế nào. Cũng có nhưng mà ít quá ha. Rồi, cảm ơn các Phật tử, xin cho một tràng pháo tay, tuy là ít nhưng mà cũng nên cổ vũ. Đấy. Đấy, giai đoạn này, giai đoạn thứ hai, giai đoạn tụng kinh. Thì giai đoạn cao nhất của tụng kinh đó, đó là thuộc lòng kinh. Tức là không cần nhìn vào sách nữa, không cần nhìn vào quyển kinh nữa, mà vẫn gì, đọc như là gì, như thuộc chú Đại Bi, vân vân vậy. Đấy còn là giai đoạn tụng kinh ấy, cao rồi. Nhưng dừng lại ở tụng kinh thôi đã đủ chưa? Chưa. Nó chuyển sang một giai đoạn cao hơn nữa, đó là gì? Thọ trì. Thọ trì hay là thụ trì. Giai đoạn thọ trì này chính là giai đoạn mình nghiên cứu xem trong kinh Đức Phật dạy như thế nào. Bồ Tát Địa Tạng ngài gì? Ngài hành đạo làm sao? Ngài học đạo ra như thế nào? Ngài học đạo như thế nào? Ngài hành đạo như thế nào? Và ngài tu tập như thế nào? Chúng ta noi theo ngài để học đạo, để hành đạo, tức là tu tập đó các quý vị. Chúng ta thấy Quang Mục là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Và những kiếp gì? Ở trong kinh này nói những kiếp ngài gì? Ngài hóa thân đi, hóa thân lại, làm thân nam, thân nữ, vân vân đó, để gì? Để cầu đạo, để tu tập như thế nào. Ngài báo hiếu. Cái việc đầu tiên là việc phải gì? Việc báo hiếu mẹ hiền, báo hiếu cha lành, và báo hiếu gì? Người thân của Bồ Tát Địa Tạng như thế nào với người thân. Chúng ta làm cái điều đó trước tiên. Vì kinh Địa Tạng gọi là hiếu kinh mà.
thì chúng ta phải phải đầu tiên chúng ta làm đó chính là lấy hạnh hiếu là hạnh Phật, lấy tâm hiếu là tâm Phật. Đó, nhiều Phật tử lên nói với Thầy: bạch Thầy, tại sao con tụng kinh 2 năm, 3 năm con không thấy gia đình con chuyển là bao cả? Xin thưa các quý vị, giai đoạn đọc kinh còn chưa xong chứ đừng nói là tụng kinh. Đó, đọc kinh còn chưa làm được, lấy ra để đọc, lấy ngày, lấy giờ, tính ngày, tính giờ và tính quyển, tính bộ á. Đấy chưa phải người đọc kinh thật sự. Người đọc kinh là phải nhất tâm tín kính, tin tưởng, y giáo, phụng hành. Khi lên khóa lễ là phải gì? Thành thành, kính kính, tâm tâm, niệm niệm. Thân thì phải tắm rửa cho sạch sẽ. À, tâm thì phải gì? Phải một lòng một dạ chí thành chí kính, thắp hương dâng nước, dâng hoa dâng lễ lên để cúng gì? Cúng dường mười phương chư Phật và cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Không cần nhiều, chỉ cần gì? Chỉ cần là có thôi. Không cần gì phải đắt tiền, phải là đồ ngon, chỉ cần gì? Thanh tịnh mà thôi. Đó. Thanh tịnh là sao? Tức là chúng ta đừng mang cái quả thối, mang cái hoa gì? Hoa héo lên để cúng. Đừng mang nước đục, nước bẩn lên để gì? Để cúng là được. Đó. Người ta có, người ta mua gì? Táo Mỹ, mua nho Mỹ, mua những đồ nhập khẩu người ta cúng, đấy là việc của người ta. Còn chúng ta không có, chúng ta ra ngoài vườn có quả mận, quả đào, quả cam, quả chanh, quả bưởi, chúng ta mang vào chúng ta dâng cũng được. Còn không có quả, ba chén nước trắng thanh tịnh, rót từ chai La Vi ra thanh tịnh, cúng Phật vào buổi sáng hàng ngày, cúng Bồ Tát và Địa Tạng vào buổi sáng hàng ngày, như thế thì cũng đủ. Hoa thì chỉ cần hoa tươi thôi, cái hoa rừng cũng được, cái hoa bưởi chúng ta cũng được, hoặc cây hoa 10 giờ hoa gì chúng ta ngắt lấy gì một tí cho rửa sạch đi, cho cái đĩa mang dâng lên cúng ngài, miễn là có thành tâm, không cứ là phải đắt tiền, nhiều tiền ngài mới chứng cho. Và đấy là về nghi thức nghi lễ, giữ cho trang nghiêm thanh tịnh, mặc áo dài hẳn hoi lên khóa lễ, chứ lúc đó đừng có nghĩ là có phải đến chùa đâu mà phải áo dài. Ở nhà mà nóng thì mặc áo gì, ba lỗ áo may ô, thậm chí mặc quần sóc, quần cộc để đọc kinh, không được. Đó, các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng ở nhà mình chỉ làm nào làm. Các vị biết thầy rồi các sư, thầy ra tụng kinh ở thất thì cũng phải y áo chỉnh tề, y phục đàng hoàng. Chứ không phải là ở trong thất thầy lên thì mặc áo, quần áo cánh ra ngồi tụng kinh đâu. Nghĩ là không có đệ tử, không có Phật tử, không ai nhìn thấy, ra mặc quần áo cánh ra tụng kinh. Như vậy có cung cung kính kính không? Đầy đủ anh ấy không? Không. Đó, các thầy như thế thì mình Phật tử là người con Phật, người học Phật, người hướng Phật thì chúng ta cũng phải như thế. Đó, cho nên ở nhà chúng ta khi lên tụng kinh cũng phải đắp cái áo dài vào. Nếu nó nóng quá thì mình có thể cởi bỏ một cái áo gì, áo cánh đi, mặc cái áo bé ô ở trong, xong đến gì? Đến cái áo dài cũng được. Đấy. Nhưng quần thì phải mặc quần dài nhé, đừng mặc quần sóc, quần đùi rồi và bảo là mặc quần sóc, quần đùi trong áo dài nó chùm xuống, thế là được. Mấy ông này như thế không được nhé. Đấy, là áo có thể áo may ô, áo dài mặc ở ngoài vào cũng được, nếu mà trời nóng, không phòng, không điều hòa, không có thể phương tiện được. Còn quần là nhất định phải mặc quần trùng vào, quần trùng áo dài, cho nó đàng hoàng khi chúng ta lễ Phật. Đấy là về tác phong, về oai nghi, về phép tắc, về nghi lễ. Về lễ nghi là chúng ta phải thành kính trang nghiêm như thế, chuẩn bị cho giai đoạn gì? Đọc kinh hoặc tụng kinh. Trước khi lên lễ thì ban thờ phải sạch sẽ, thắp lấy một tuần hương, có thể là một nén hoặc ba nén hương, tùy ý, tùy tâm. Nên gì? Thanh bông hoa quả, tịnh vật tịnh lễ thì cứ héo héo thì lại thay. Còn nước thì sáng nào cũng phải thay một lần, ba chén hoặc bảy chén nước. Đó. Thắp hương buổi sáng là thay luôn, khóa lễ sáng sớm luôn, ngày thay một lần là đủ rồi. Nếu hôm nào nó bị bụi bẩn vào, thấy rơi thì có thể thay hai lần, ba lần thì cũng tùy, không sao. Hoặc mỗi ngày chúng ta tụng kinh ba lần thì thay cả ba lần thay nước thì cũng được, càng tốt. Đó. Thì càng tốt, không sao cả. Đó. Đấy là về nghi lễ để nhất tâm, để
việc tụng kinh của chúng ta nó phải thành kính như thế. Thì các ngài thì mới chứng cho chứ. Chúng ta lên là hời hà hời hợt, ai chứng cho mình? Vì sao người ta tụng kinh người ta được lợi ích mà mình tụng kinh lại chả được cái gì? Người ta tụng kinh có thể chuyển được nghiệp bản thân và nghiệp của gia đình, mình mãi chả chuyển được cái gì? Vì chúng ta chưa như lý như pháp vậy, chưa thành tâm, chưa làm đúng quy cách vậy. Thầy lấy một cái ví dụ, chúng ta thấy người lái công nông chưa? Hả? Lái công nông chưa? Cái người lái công nông trước khi họ muốn lái công nông thì sao? Họ dùng cái gì nhỉ? Dùng cái gì? Quay nó quay. Nhưng muốn cho công nông nổ thì phải gì ạ? Cái thứ nhất phải có sức khỏe. Cái thứ hai là phải quay đủ vòng, đủ cái quán tính quay nó mới nổ. Cái thứ ba là một tay quay, còn một tay phải giữ cái gì? Cái le ở phía bên gì? Đằng sau máy ấy. À, khi mà quay đủ vòng rồi, phải cái tay le đó, bật cái le ra thì nó âm dương nó chạm vào nhau thì mấy cái đầu nổ nó mới gì? Nó mới nổ. Bây giờ hiện đại hơn, nó không làm quay nữa, tay quay nữa, họ làm đề gì? Đề nổ. Thì làm đề nổ thì phải có gì? Có bình ắc quy. À, có bình ắc quy hoặc phải có một cái gì? Một cái đề nổ âm dương, bây giờ nó phải chạm vào nhau thì nó mới gì? Mới nổ. Không làm sao mà cái đầu máy nó nổ cho. Chúng ta thấy máy móc ở ngoài thế gian nó còn phải cũng đầy đủ cả yếu tố âm dương và vòng tua rồi sức đốt lên nó gì? Nó mới nổ cơ mà. Chúng ta tu tập thì cũng có khác gì đâu. Tâm chúng ta phải thành kính, đạt đến cái mức độ gì? Gọi là có cầu, bên kia mới có cảm. Có cảm được thì nó mới gì? Nó mới ứng, nó mới linh, nó mới gì? Thông suốt được chứ. Đó. Chúng ta hời hời hợt hợt, giống như người cầm máy quay thì quay hai ba cái thì nặng quá thôi vứt, không quay nữa làm sao máy nó nổi cho. Hoặc quay mà không đúng thì tay không cầm bên cái le để bật, tức là chúng ta vẫn lên khóa lấy đều đều, nhưng mà quay thường thôi. Nhà mình cây nhà lá vườn có ai nhìn thấy đâu, áo me ô rồi quần sóc vẫn lên tụng kinh Địa Tạng như thường, ban thờ thì để bụi bẩn đẩy ra vẫn lên tụng kinh như thường, nước cũng chẳng thèm thay, thậm chí hương cũng chẳng thèm gì, thèm thắp, vân vân. Lên đọc kinh cho nó, và thầy bảo về đọc một tháng, con phải đọc được một tháng. Thầy bảo con đọc 49 ngày, con đọc 49 ngày. Thầy bảo con đọc 100 ngày, đọc 100 ngày. Nhưng đọc để lấy lệ, đọc để cho hết 100 ngày. Thì giống như người gì cũng đi vào để quay máy, nhưng mà tay bên này lại không gì, lại không cầm cái ga bên này, không cầm cái le ga để không đủ, không đúng chỗ, không đúng với cái mức của nó. Và khi quay đủ vòng rồi nhưng không bật cái tay ra, cứ hai tay mắm môi mắm lợi mà quay, thì cho dù có quay đến bở hơi tai, máy có nổ không? Cũng không nổ luôn. Hoặc là chuyển sang đề, đề mà ác quy hết thì có đề đến rời gì cũng chẳng nổ máy được. Đó. Thầy lấy một cái ví dụ như vậy để chúng ta dễ hiểu. Tại sao nhiều người lên bạch với thầy rằng họ tụng kinh mới có 7 ngày thôi mà gia đình họ thì được thoát khổ. Công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là gì? Vi diệu. Cái này thì thầy nghĩ rằng chúng ta trong đạo tràng cũng nhiều Phật tử, nhiều gia đình chúng ta thì cũng đã cảm ứng được cái sự vi diệu của Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện ở thế gian này. Người điếc á, tụng kinh hồi hướng ấy, nghe được, có rồi. Người câm á, tụng kinh á, mở miệng nói được á, có rồi. Người bệnh á, sắp chết liệt giường liệt chiếu á, tụng kinh gì một thời gian á, ngồi dậy đứng lại sinh hoạt bình thường á, có rồi. Người mười mấy năm trời á, thuốc thang cầu tự á, vô sinh, tụng kinh á, Địa Tạng một thời gian á, cầu con, có rồi. Người 40-50 tuổi mãi chẳng lập được gia đình, tình duyên lận đận, về tụng kinh Địa Tạng á, có vợ có chồng rồi. Cái này có rất nhiều là đằng khác. Có không? Có. Cho nên nay chúng ta nương vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng
Bộ hiếu kính ở trong Phật giáo chúng ta để học tập, để tu hành. Đây là chúng ta đang hành theo chính đạo. Cho nên đối với bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thường Tịnh Hà Không, vị ân sư vừa viên tịch của chúng ta, cụ nói rằng tất cả các đạo tràng của cụ xây dựng lên bất cứ ở đất nước nào, thì cái bộ kinh đầu tiên mà Ngài giảng ở đạo tràng ấy nhất định phải là kinh Địa Tạng. Các vị, như vậy thì các vị biết rằng bộ kinh Địa Tạng quan trọng với tăng ni, với tín đồ Phật tử chúng ta học đạo như thế nào, vì nó là một bộ hiếu kinh, đặc biệt là với Phật tử chúng ta. Cho nên chớ ai bỏ qua gì 1, 2 đến 3 năm chuyên tâm gì phát nguyện đọc tụng và thọ trì. Các vị nhớ nhé, 4 câu nhé, 4 chữ nhé: đọc, tụng, thọ trì. Đọc là giai đoạn đầu, tụng là giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba là tăng lên là gì, là nghiên cứu những lời Phật dạy trong kinh để đem áp dụng vào cuộc sống, thực hành những cuộc sống thực tiễn hàng ngày. Phật dạy chúng ta phải làm sao nhỉ? Phải quy tam bảo. Ở trong kinh có dạy chúng ta quy tam bảo đúng không? Thì trong một thời gian 1, 2, 3 năm đó chúng ta gì? Nghiên cứu Phật Pháp được chút xíu rồi, có niềm tin rồi, chúng ta phải quy gì? Tam bảo. Tiếp theo sau quy tam bảo là gì? Đó là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm tức là phát cái tâm thiện lành, rộng lớn, yêu thương chúng sinh, vân vân. Sau phát Bồ Đề Tâm đó là gì? Là nên thọ trì cấm giới. Thọ trì cấm giới đó là tiến lên thọ gì? 5 giới. Hoặc thọ trì gì? Thập thiện tu, 10 nghiệp thiện. 5 giới thì được sinh trở lại làm người, 10 điều thiện thì được sinh gì? Được sinh thiên. Đó. Sau nữa thì tiến tới gì? Đó là đọc tụng các kinh đại thừa. Đọc tụng các kinh điển đại thừa như là kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm Bát Nhã, vân vân. Đọc tụng các kinh mở rộng ra để thêm cái sự hiểu biết, đọc tụng đại thừa. Sau nữa đó là gì? Khuyến tấn hành giả, tức là khuyên mọi người cùng nhau học Phật, cùng nhau đoạn ác, cùng nhau tu thiện. Đó gọi là khuyến tấn hành giả. Đây chính là gì? Giai đoạn gì? Đầu để chúng ta gì? Chập chững đi vào con đường hành Bồ Tát Đạo. Học theo Bồ Tát Địa Tạng là như thế đấy các quý vị. Cho nên qua pháp hội này, Thầy tiếp tục khẳng định và khuyến tấn chúng ta gì? Tiếp tục học cho thuần thục bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta không chỉ dừng lại học ở đọc tụng mà còn phải đến giai đoạn thọ trì nữa. Chúng ta thọ trì xong một thời gian tu tập mà làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người con Phật ở thế giới này, của một người con của bố mẹ chúng ta, của một cháu chắt chút chít ở trong dòng họ ông bà tổ tiên của chúng ta. Đó là việc gì? Tụng kinh chúng ta vẫn gì? Hồi hướng tri ân và báo ân các cụ tổ tiên nữa, vân vân. Vì vậy mà tiếp tục khuyến khích các Phật tử chúng ta nên chú tâm chuyên sâu về việc đọc tụng và thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và sau 1, 2 năm nữa thì chúng ta chuyển sang bộ kinh Vô Lượng Thọ cho những lớp đi đầu, là những lớp gì? Tu cao rồi đó, thì chúng ta chuyển sang chuyên sâu về bộ kinh Vô Lượng Thọ. Còn những lớp mới vào cứ kinh Địa Tạng mà đọc tụng mà học mà tu đã. Chúng ta thấy chúng ta nền tảng chúng ta tốt đã, chuẩn chỉ đã thì tiến tới Vô Lượng Thọ. Và sau Vô Lượng Thọ là gì? Là đến Pháp Hoa. Hết Pháp Hoa là chúng ta gì? Chúng ta nhập Niết Bàn. Đúng không? Đi trình tự như thế. Đấy là 3 bộ kinh lớn của gì? Của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta: Địa Tạng, Vô Lượng Thọ và Pháp Hoa. Pháp Hoa là gì?
Thầy bao giờ thầy giảng xong Pháp Hoa thì chắc thầy cũng gì cũng chuẩn bị thôi. Đấy. Cho nên Pháp Hoa là giai đoạn cuối, có thể là giảng gì đến vài lần hoặc vài chục lần gì đó. Nhưng Địa Tạng thì sẽ giảng đi giảng lại nhiều hơn, xong là đến Vô Lượng Thọ. Thế thôi, lấy ba bộ kinh đó thôi, không lấy nhiều. Ba bộ kinh đó là đủ rồi, còn những bộ kinh khác là gọi là giảng thêm thôi. Những bộ luận khác là gọi là chèn thêm thôi. Đó. Chèn thêm vào trong giai đoạn tu học và giảng dạy của chúng ta để cho hiểu biết thêm. Chúng ta cũng có thể đọc tham khảo thêm những bộ kinh khác, tụng những bộ kinh khác gọi là tụng gieo duyên. Chúng ta học đấy là gieo duyên. Còn đường đi của chúng ta thì sẽ có ba bộ kinh: Địa Tạng, Vô Lượng Thọ và Pháp Hoa. Hoặc nếu vị nào mà không thì Vô Lượng Thọ mà dài quá thì kinh A Di Đà cũng được. Kinh A Di Đà ngắn hơn, vắn tắt hơn, A Di Đà cũng được, thì thay cho Vô Lượng Thọ cũng được, không sao. Đây thời khóa tụng ấy, có thể không tụng Vô Lượng Thọ được thì tụng A Di Đà cho nó ngắn cũng được.